Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì những bậc thang là những khu vực dành cho đi bộ và để di chuyển ở những khu vực tầng lầu, và đôi khi chúng ta có những việc gấp thì chúng ta chạy ở những bậc thang. Nhưng hôm nay những bậc thang ở trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nó sẽ mang những cái tác dụng như thế nào, và đây sẽ là khu vực dành cho các vận động viên trong cuộc thi chạy dọc tòa nhà trong khuôn khổ của Olympic 2030 lần thứ 5 năm 2019. Đây là một cuộc thi khá thú vị và cũng khá là mang đến những cái thông điệp rất bất ngờ. Mời quý vị chúng ta cùng đến với những diễn biến ngay sau đây với những vận động viên. Chúng ta sẽ cùng chinh phục 24 và 25 tầng lầu của tòa nhà Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay sau khi có xác nhận của đội trọng tài, đơn vị tài trợ bạc kim của chương trình BioNTech, đơn vị tài trợ vàng và đơn vị tài trợ năm thắng lợi trước. Một thông điệp rất rõ ràng: hãy vận động trong thời gian rảnh rỗi có thể, góp phần tiết kiệm điện sử dụng thang máy. Và đó cũng là phương pháp thể thao dành cho bản thân để duy trì sức khỏe tốt, phục vụ cho học tập và công tác. Giải chạy dọc tòa nhà cúp doanh chủ BMC Olympic 2030 lần thứ 5 năm 2019 thu hút 150 vận động viên nam nữ thi đấu ở hai nội dung đơn nam và đơn nữ. Chỉ tranh tài trong vòng buổi sáng tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, tất cả đều háo hức để chinh phục 750 nấc thang cho độ cao 80m của tòa nhà. Chỉ vỏn vẹn trong thời gian hơn 3 phút, nhưng đó lại là những nỗ lực không hề nhỏ của các vận động viên để họ thử thách chính mình, chinh phục bản thân. Chạy đường bằng đã là thử thách, chạy trail ở những địa hình gồ ghề thì thử thách lại càng được gia tăng. Còn chạy ở dọc tòa nhà, môn thể thao giờ đã rất phổ biến ở các nước phát triển, thì ngoài sức bền còn đòi hỏi sức bật và sự dẻo dai của từng người tham gia. Với cái mong muốn là giúp cho mọi người, và thông điệp mà chúng tôi muốn lan tỏa là giúp cho mọi người luôn ở trạng thái sẵn sàng. Họ sẽ sẵn sàng để có thể thách thức với những cơ hội, và đồng thời song song đó là không thể kể đến là việc giữ gìn rèn luyện sức khỏe của mọi người trong quá trình làm việc của mình cũng như là sinh sống tại các tòa nhà chung cư mà hiện nay đang lan tỏa trên khắp cả nước.